Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến với kênh của Hòa IB Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay nhà mình có bánh mì quá trời nhiều luôn. Bạn cho các bạn ơi, bạn cho cả mấy bọt bọt bự luôn á, làm đủ thứ món. Còn cái món này mình chưa có làm cho tụi nhỏ ăn, cho nên mấy đứa nhỏ thì nó thích cái món này lắm luôn các bạn. Cái món này là mình đã từng ăn từ hồi nhỏ xíu á, nhưng bữa nay nhớ lại làm mấy món này cho bọn nhỏ nó ăn nó thích. Mà anh ngờ nó thích các bạn, nó ăn mấy ngày liền luôn các bạn ơi. Mình chia sẻ các bạn cho vui ha. Chỉ có cái công thức không có gì gửi, chỉ có bơ, đường, cái bánh mì thì là thành một món ngon cho tụi nhỏ rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Nên chúc mọi người hạnh phúc và bình an. Nếu mà thích video mình chia sẻ, nhớ like, share, ủng hộ kênh giúp mình nha. Ăn món này rồi. Qua có ăn món này không? Dạ có. Hôm nay ăn tiếp không? Nó ngon quá hả? Nó ngon quá mình mới làm không? Nó giòn giòn. Rồi nó làm sao nữa? Nó giòn giòn nghĩa nó ngon ngon á. Nó giòn giòn mới ngon ngon hả? Nó giòn giòn. Nó giòn giòn hả? Nó giòn lắm luôn á. Nó này ăn dễ răng không thôi? Tại nó giòn quá, gãy răng á, phải không? Rồi cái món này mấy đứa nhỏ thích lắm nè. Ngon ha. Đúng ngon. Cảm ơn con đã thưởng thức những cái món ăn của mommy làm nha. Dạ. Con muốn mommy làm cái món khác nữa không? Dạ không. Chờ. Bánh mì là mình xách mỏng mỏng vậy các bạn, xách tát lát mỏng mỏng vậy nè. Mình xách hết cái chỗ bánh mì này luôn nên, nhưng mà mình làm có một phần thôi các bạn ơi. Còn mình kết vô cái tủ đông á, tủ đông đá đó, để khi nào mình muốn nó thì mình lấy ra cho nó rã đá rồi mình làm. Rồi có đường nè. Đường thì mình làm bao nhiêu thì múc ra bấy nhiêu thôi, cũng không có kinh lượng gì hết các bạn. Rồi bơ. Bơ mình để nhiệt độ phòng cho nó mềm ra. Nó mềm ra xong rồi mình chét vô. Mình quẹt vô cái miếng bánh mì mỏng mỏng vậy nè. Đó, xong rồi mình lấy cái muỗng mình múc. Mình múc cái đường vô cho nó phớt phớt thôi, cho giống như nó phớt, nó dính xíu đường thôi các bạn. Nếu mà mình nhúng như nguyên cái bánh mì vô thì nó áo nhiều đường lắm, cho nên cái này mình chỉ làm phớt phớt, cho nên mình dùng cái muỗng mình thấy hay nhất đó các bạn. Là cho ít đường thôi, không có nhiều. Rồi tiếp tục mình làm cho tới hết cái chỗ mà mình muốn đó các bạn. Mình làm vừa đủ hai cái khay để mình nướng cho đủ một cái mẻ thôi. Vậy thôi, rồi còn bao nhiêu là mình kết đi. Kết cho tủ đông đó các bạn. Rồi khi nào tụi nhỏ nó muốn ăn nữa thì bỏ ra ngoài rã đá khoảng chừng 5-7 phút là nó mềm ra. Rồi mình lại tiếp tục mình làm y chang vậy thì nó mới, nó ngon hơn các bạn. Rồi đó, lần lượt xếp thành vô cái khay và trực tiếp vô cái vỉ nướng này luôn nè. Đó, mình xếp cái lò nhỏ là có hai cái vỉ nướng rồi mình xếp hết vô vừa đủ là mình ngừng luôn rồi, không có làm tiếp đó. Rồi mình bỏ vô lò, mình bật khoảng 350 độ trong vòng từ 5-7 phút tùy theo cái lò ha. Mình cảm thấy cái mùi bơ nó thơm lên rồi cái mạch bánh nó vàng giòn là được. Đó, mình như vậy là vừa rồi các bạn. Nếu bạn muốn giòn nữa thì nướng thêm 1-2 phút nữa không có sao. Thì cái này tùy ha các bạn ha. Rất là dễ luôn á các bạn, ai cũng có thể làm được. Cái món này là hồi xưa là mình hay ăn á. Mỗi lần mà bánh mì vô mấy cái lò bánh mì, mình mua bánh mì bơ đường nè, ngon lắm, cho nên hôm nay mình nhớ làm cho tụi nhỏ nó ăn. Rồi tiếp tục mình cắt, mình cất vô tủ đông nha các bạn. Rồi video mình ngừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.